chị cho em biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu ạ? Mình là Đặng Thị Hương, mình đến từ Giao Thủy, Nam Định. Chị mắc bệnh gì và biểu hiện của bệnh như thế nào ạ? Mình bị đau liệt nửa người và mình cảm thấy là người ngồi rất là khó và đi lại rất là khó khăn đấy. Rồi mình nên đến được cái phòng khám của bác sĩ hôm này được là qua VTV2 ấy. Nên là mình đến với bác sĩ thì mình đây là lần thứ hai mình cấy chỉ. Thì mình cảm thấy lần đầu mình đi mình khó khăn vậy mình đi mình cấy về thì nó rất là nhẹ, đi lại thì nó cũng rất là thoải mái. Đến nay là mình muốn điều trị nốt ấy. Đấy, để tiếp tục liệu trình để cho nó khỏi bệnh. Chị thấy cái phương pháp của chị này có ưu điểm gì hả chị? Mình cũng đã đi các bệnh viện rồi ấy, nhưng mà trước một thời gian dài rồi thì nó không có hiệu quả. Vậy xong rồi là mình đến với phòng khám thì mình cảm thấy là nó nhanh và có hiệu quả sau mỗi một lần cấy chỉ. Mình cảm thấy nó cũng đỡ có độ tiến triển đấy, rất là nhanh và rõ rệt. Chị có lời gì muốn gửi tới bác sĩ Ngô Quang Hùng không ạ? Mình qua đây thì mình cũng qua chương trình mình cũng phải cảm ơn bác sĩ và tất cả các bác sĩ ở phòng khám ấy. Một lời cảm ơn chân thành nhất, và mình cũng mong muốn là nhiều bệnh nhân như mình ở tất cả các tỉnh như cả nước ấy biết đến phương pháp này và biết sớm và sẽ được đến được với lại phòng khám và với bác sĩ sớm hơn để cho mình nó đi lại nó dễ dàng như mình đã có hiệu quả. Em cảm ơn chị ạ. Em chúc chị mong khỏi bệnh. Mình cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.